Cái sự kiện công tác tại Nha Trang, hiện tại Zip đang ra Nha Trang khoảng 4 ngày để hỗ trợ những khách hàng tại Nha Trang và thử nghiệm cái tính năng của Zip và cũng như là chăm sóc những khách hàng đã sử dụng xe Zip tại Nha Trang. Thì trong cái sự kiện hôm nay có một cái chức năng mà giúp cho khách hàng thử, đó chính là chức năng cảnh báo tránh va chạm phía trước. Đây là một chức năng an toàn tự động có trên xe Zip mà rất là nhiều khách hàng chưa khám phá được, và hôm nay Duy sẽ cùng tất cả mọi người xem sử dụng cũng như là cái cách thức hoạt động của tính năng này và thử cho mọi người xem chiếc xe Zip mà tất cả mọi người đang sử dụng có tính năng này nó an toàn đến mức nào. Xin mời lên xe. Hiện tại thì Duy đang ngồi trên chiếc Zip Wrangler đời 2021. Hầu như là hiện tại là những tính năng này đều có trong Zip Wrangler hết đời mới bây giờ, nên tất cả khách hàng sử dụng các năm 18, 19, 20, 21, 22 yên tâm với tính năng này. Và tính năng này hoàn toàn chủ động, mình không cần phải chỉnh hay bấm một cái phím nào hết. Và Duy giải thích năm nay như thế này: phía trước Duy đang có một cái chiếc xe giả định là chiếc xe này đang đậu hoặc là chạy chậm, và người chiếc xe của Duy không nhận thức được là chiếc xe đó đang chạy như thế nào và đang từ xa đang đi tới. Và bây giờ Duy sẽ chạy tới với tốc độ ở cái quãng đường hiện tại của Duy đang có, là Duy có thể chạy tới 20 đến 25 km và Duy sẽ bỏ không đạp ga cũng như là không đạp phanh để cho chiếc xe hoàn toàn xử lý phanh lại trước chiếc xe đang đậu phía trước, xem như thế nào nha, xem tính năng mình hoạt động như thế nào. Và tất cả mọi người lưu ý là cái tính năng này nó hoạt động trên tất cả các chạy tốc độ của xe luôn, không nhất thiết là ở tốc độ thấp, vì hiện tại là do cái đường của Duy nó chỉ cho phép chạy tới đó thôi đó, nên có thể thử được cho mọi người xem. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Đây, Duy xe về đây, bắt đầu đạp lên, giả định chiếc xe đang chạy 20 và Duy sẽ buông chân ra để cho chiếc xe tự trôi. Đấy, mọi người có thể thấy chiếc xe tự động phanh mà Duy không hề tác động một chút nào vào chân phanh cả. Trước khi đến va chạm nó sẽ báo tít 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 tít, và nếu mà mình không có cái tác động từ con người vào, tức là đạp phanh, thì chiếc xe sẽ tự động phanh. Đó là một trong những cái tính năng cực kỳ là an toàn và 100% Jeep thực hiện được trên những cái con xe của mình. Đó, mong các bạn hãy khám phá chiếc xe của mình nó sẽ tốt hơn và an tâm khi sử dụng chiếc xe Jeep Wrangler. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Duy. Xin chào và hẹn gặp lại.